Nửa đêm về sáng, đọc phải bài báo về việc dàn xếp huy chương trong trận chung kết nội dung đối kháng cá nhân nữ lứa tuổi 10 đến 11 giải karate năng khiếu trẻ thành phố Hồ Chí Minh 2024 mà mất ngủ. Tôi khẳng định, nếu đúng như những gì vị phụ huynh và báo chí đưa tin, thì đó không phải một vụ dàn xếp. Nó là một vụ cướp. Cướp trắng trợn, cướp thô bỉ, cướp một cách ngang ngược và bạo ngược. Trước trận chung kết, em Nguyễn Thanh Mai của quận Tân Bình bị thông báo là chấn thương và huy chương vàng sẽ thuộc về vận động viên của quận Bình Thạnh. Phụ huynh em này phản đối và đòi trận đấu phải được diễn ra vì con anh hoàn toàn khỏe mạnh. Câu trả lời mà anh nhận được là nếu tôi ra nói cho đánh thì bé Mai cũng bị xử thua. Và đúng thế, một sự trơ tráo bẩn thỉu đã diễn suốt cả trận đấu trong việc cho điểm của trọng tài ngay trước mắt của hàng trăm người xem. Bé Nguyễn Thanh Mai đã thua. Hành động trên của ban tổ chức cũng không thể gọi là gian lận. Vì gian lận nghĩa là dối trá nhưng có sự che đậy, lén lút. Đây không, ngang nhiên và bình thản, lật bài ngửa, công khai, chẳng sợ bố con thằng nào. Một đứa trẻ 10 tuổi, chứng kiến và phải gánh chịu tất cả những hành động bạo ngược, đổi trắng thay đen giữa thanh thiên bạch nhật và hoàn toàn giáo hoành, trơ tráo như thế, nó sẽ lớn lên như thế nào? Nó biết tin vào điều gì? Và rồi sẽ trở thành gì? Hành động này không chỉ có nguy cơ nhãn tiền hủy hoại tâm hồn và nhân cách của em Thanh Mai mà còn làm hỏng luôn cả em đã được xử thắng kia. Từ nay, với các em, trong xã hội này, chẳng hề có cái gọi là sự thật, lòng trung thực và lẽ công bằng, mọi thứ chỉ còn là mạnh được yếu thua. Là kẻ nào có sức mạnh thì cướp được, các em sẽ nhìn cuộc đời bằng con mắt khác và rất có thể sẽ thiết lập một lối sống khác xa lạ với con người trong các xã hội văn minh. Với tất cả những ai đã chứng kiến trận đấu ấy, họ thêm một lần nữa khẳng định được sự bất công và dối trá đến nay là công khai không che đậy. Họ sẽ phải dạy con cái họ biết thế nào là khôn ngoan và thành công. Không cần súng gươm giáo mác, cũng chẳng có thế lực thù địch nào có thể làm nổi. Những chuyện thế này sẽ phá hủy tận gốc một xã hội, biến nó trở thành nơi toan tính, cướp bóc và xóa sổ mọi nỗ lực kiến tạo con người và văn hóa. Tất cả những ai có liên quan đến vụ việc nghiêm trọng nói trên, cần phải bị xử lý một cách thích đáng. Nếu theo quy định mà có án tù thì cần phải bỏ tù, không bao giờ được phép khoan nhượng.